Mến chào cô dì chú bác anh chị em đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến Vlog ha. Vậy thì tiếp tục thì ngày hôm nay á, là em cũng muốn chia sẻ và cập nhật đến cho vị những thông tin mà liên quan vụ việc của chị Hà bị té xà lan 12 ngày ở Phạm Cống mới nổi lên. Thì bất ngờ ngày hôm nay có một cái nhân vật khá là bí ẩn muốn chia sẻ về câu chuyện này. Thì bây giờ em xin mời là cô dì chú bác anh chị em mình nghe xong một cái đoạn ghi âm rồi mình tiếp tục phân tích. Rất là hay nha cả nhà, xin mời vị cùng nghe. Là em đàn bà thì bà mời bà cũng là đàn bà. Bây giờ em cũng không có nói gì hơn. Thì bây giờ em mời bà Mừng, ông Tuấn cũng được, hai người đi uống cà phê lại em. Thì tại sao bây giờ công an công uống gì biết cũng rõ lắm, nhưng mà cái này á, nếu mà không, tại sao chiếm đoạt tài sản chị Hà hồi đó giờ không có mua két sắt mà là còn sống, mà chị Hà mua két sắt thì chị Hà đã chết đi đó. Thì em chỉ nói bao nhiêu đó thôi, còn công an nữa có nghĩ cái gì thì nghĩ, em không biết. Nhưng mà em quyết định là cả gia đình dòng họ mua tiền cái xác ra để lấy, chứ không có cái gì hết. Thì còn ngồi ra neo hay là chuyền hay là đậu hay là cái gì đó, bất cứ em không cần vấn đề, hay là giấy xét nghiệm tử thi, em không cần cần thân chết. Nhưng mà em nắm cái tội như vậy, ví dụ bà là người lớn, dù sao đi chăng nữa thì bà cũng là bà nội của hai đứa nhỏ. Nếu mà thằng Tướng nó có bậy hay nó không bậy, mặc kệ nó, thì mình không biết tới. Còn cái chuyện nếu bà không thì cái vụ của Hà này chết, thì bà phải là người đứng ra. Ừ thôi bây giờ cái gì nó đã lỡ rồi, bà không có nên đi lên nghe người ta, bà nắm tài bà lái tài công bà đi, hai vợ chồng bà đi. Cái này là cái chuyện là nó quá động trời động đất. Nếu bà không thì tại sao bà dám bước chân xuống bà lấy cái xà lan bà đi? Gia đình người ta đang lộn xộn, nếu bà là người lớn, bà có trách nhiệm hai đứa cháu nợ, thì bà phải không được nên đi xuống cái ghe đó làm gì, bà không đi xuống cái tàu đó làm gì, nói đúng không? Còn bà không cần, bà muốn gặp tôi ở đâu bất cứ, một là bà tôi, hai là tôi, chứ đừng có nói chi bung lung hết. Mình làm thì mình phải chịu. Bây giờ cái kia này bà không, bà nói là cháu bà không cái đàn ức cho cháu bà. Bây giờ tôi chỉ hỏi bà thôi, nếu mà người bà lớn bà biết chuyện, cái kia này bà không bao giờ bà chiếc tàu, bà không giờ bà bước chân xuống xuống cái tàu tàu này bà đi. Bà cũng cố, bà cũng bà mới như vậy, người ta vừa nhắm mắt chết mới có mấy ngày thôi, bà không sắp xếp cái gì, bà ham tiền quá, bà lấy cái tài lấy thằng anh ta đi, bà giết của bà ăn bằng cách. Tôi nói mà tôi bức xúc, tôi nói không nổi, tôi nói thật với bà nha, ai không dám gặp bà đối với tôi, bà xét chồng anh này cho cái số điện thoại bà đi, bà hẹn tôi đâu cũng được, tôi vẫn đi cho bà. Tôi rất là xa nhưng mà tôi không sợ, không phải tôi xa mà tôi muốn nói gì thì nói. Cô công an có mời tôi chấp nhận, tôi chỉ nói cái gì thôi. Bây giờ ai giết không biết, nhưng mà hiện tại cái sắc này, cái xà lan này bên chị Hà cũng chưa có nắm có để đi, mà chưa có lấy được đồng cách nào trong đó hết. Mà tại sao bà là người lớn, chiếc ghe của bà hay chiếc tàu của người ta, bà xuống bà đi là sao? Bà đọc bọt kia bà đi à? Còn ai muốn ai thuê bà đi thì tôi không biết. Thí dụ như là tao muốn tao thuê bà, ô cái chuyện này tao không đi được, trẻ vợ con mày nói như vậy, tao đi không biết quy trình, người ta nói thì tao đồng lõa để cúp tài sản lấy gì đi. Bà người lấy gì đi là bà người, à, tôi nói bà biết trước. Chứ bà đừng có nói cái chuyện mà lấy ôn quét cho bà. Quý vị, người nào dốt có nghe bà thôi chứ quý vị gì. Tôi mà ở đó tôi nói cho mày biết trước. Con thằng Tuấn, nếu mà mày đi làm sao mày tình ngay lấy dây mất mới gì, mày cưa cái sắt mày không báo ai. Tài sản của mày, vợ chồng mày, thì bây giờ mày chia ba chia tư tao không biết. Nhưng mà tài sản của vợ chồng mày, khi vợ mày mất, mày để đó người cha cũng ai dám báo mà khui cái sắt của mày nữa. Cái đó là quyền lợi sở hữu vợ chồng. Ai cũng có vợ chồng, ai cũng từng biết cái đồng tiền hết. Bây giờ chia chác ở đâu gia đình mày, thì cái chuyện đó tao không có nói tới. Mà tao sẽ nắm cái sắt với lại cái con tàu đây nè. Nếu mà không ai không, thì chiếc tàu này chưa có hoạt động đi đâu. Ta buồn bực, nếu mà gia đình là người ta, bây giờ ta bạc tỷ đi chăng nữa thì ta cũng không có sắp chiếc kia mà người ta đi đâu. Còn nếu mà mày không giết người thì mày đi về làm đất đen cho vợ mày đi, cho cô mày đi, rồi mày đi làm cái gì làm thì công chúng người ta đâu có cần đi. Dạ, từ từ bớt dằn cái bức xúc xuống cô ơi, bớt xuống chút. Giỡn tao, ai mày dám thề không? Tao chẳng ăn cái gì nhà mày, mày chẳng ăn cái gì nhà tao. Bây giờ tao mày đổi mẹ, thề một cái đi. Mày nói không, chứ tao bức xúc quá, tao nói cái gì không được. Nhưng mà thấy cái bắt làm đành đó, cái két sắt thôi, cho nên tao nói cái gì là chiếc tàu đó chứ đi làm gì. Không nên mình bước chân xuống ghe nữa, là bà nợ khứng, chứ nó phải là bà nợ ruột của bà, chưa có được cái gì nữa. Bà không có được cái gì hết á. Mấy bà nợ nợ thì nợ chứ con không có được gì hết. Cái đó là để vì cha con người ta, vợ mất cha không thể lấy được, còn con chừng nào không có con thì cái bà chia ăn, bà làm những bà làm. Nhà người ta hiền quá, cái nhà tôi là tôi với bà
Cô chỉ nói cái vấn đề mình làm nghề YouTube hay mình không làm nghề YouTube, mình có cái tâm. Anh em nào cũng phải làm cái nghề hết. Thì bây giờ có ai, đâu có ai đúng hết, mà đâu có ai sai hết. Thì bây giờ cho cái người sai thì anh cuộc gọi nào hết. Nhưng mà bây giờ lỡ nó có ăn chặn đi, thì mình gặp nhau mình nói, ờ anh em vậy vậy, mình là con trai đàn ông mà, chứ không phải mình đàn bà đâu mà thập thánh. Tiền của người ta bây giờ ai cho, ta ăn thì ta mang tội. Còn mình nói chuyện anh em đàng hoàng, còn chưa biết kết luận cái gì hết mà kêu người ta, thì mình nói chứ người ta đau một, chứ người coi ta cũng đau mừng, mà ta ói máu mà ta không biết làm sao luôn á. Thì nói thật, tôi nghĩ là bây giờ có đi chăng nữa thì cũng cho người ta quay đầu. Ví dụ thằng Tuấn nó không tội đi thì cũng cho người ta quay đầu, mình cũng còn nhỏ mà. Mà cái miệng mình ông ống, mày lên mày ngồi mày nhúc, mày thấy nhiều đó mình nhục rồi. Thôi còn tụi em làm cái mặt nó biểu hiện là cái tiếng nói à. Thiệt, chị đàn bà mà chị tức tức mày gom thì theo dõi mình không ăn không ngủ không đi làm, bỏ đi làm luôn á. Thấy hai đứa nhỏ cô Hà rất là tội. Bây giờ bà con người ta có nói góp ý, nhưng mà người ta góp ý chưa nói cái mấy cái chuyện mà chị nói kết sắc là sơ sơ thôi. Còn đố cho chị á, là chị nói là kết sắc á, là nếu mà chị ngay nó gian thì cái kết sắc mới là mà còn là cặp cược, là thấy cúp cái đó là rõ ràng luôn á. Chồng họ bà đi đánh xà lan đi nữa chứ, cũng ghen. Tôi thấy cũng ghen nữa chứ, lúc này là lúc ta đang tình đi mà mình làm cái đó ông nội người ta thì nghi mạnh nữa. Còn bà muốn cần thiết, bà nói bà gia đình bà ôm ấp, tôi là bà gặp nhau quán cà phê, tôi chẳng biết ăn nhậu là gì hết, tôi nói chuyện là bà nói chuyện là tôi, bà hành động tôi hành động bà, tôi một cái là nắm mồ hết, những cái gì mà phải sợ hết, phải được làm được. Nếu mà bà nhà bà mà không có gì mà cha cũng ai dám nói bà nữa, mỗi trong khi mà 90 mấy triệu dân mà đứng về phía bà đâu có chuyện 5 người à, không có 6-10 người nữa, là bà nghĩ đi. Bây giờ bà có gì mà kệ bà vẫn nhục thôi, chứ bà không có được dinh. Bà chửi thằng Lợi Nghĩa, bà chửi đủ anh em YouTube, cái đó là người ta làm chính nghĩa, người ta nói vui có, buồn có, chứ người ta cũng đâu có động chạm gì bà. Sao bà già lớn bà ăn mà thiên tinh mà thượng tế, bà nói là thằng Lợi Nghĩa mới. Dạ, vậy hả cô? Thì tất quá chị nói cái này mệt quá sợ luôn á. Ơ, chị hỏi chứ, cái Hà Lan bà không nên đem xuống đây đi. Bà leo xuống đi là tất sắc xong rồi. Rồi táo xuyên cái Hà Lan là bà biết rồi đó. Hai cái đó là biết bao nhiêu tiền của ta biểu bằng chứ ngự. Bây giờ bà nói đi. Cái chuyện bà đi kia, ai, Hà Lan ai cũng là bà cô bé, người ta cũng không có dành việc để làm gì. Mà người ta lấy cái đó để người ta tự nghĩ. Bà nắm Hà Lan bà đi. Rồi bà để hai đứa cháu của bà đi học, đi hành, để bà ngoại già nuôi. Bà thấy bà nhục chưa? Bà giàu để làm gì? Bà giàu để làm gì? Bà giàu chắc lẽ bà nhục lắm á. Tôi nói tôi như bà hả? Tôi đừng nói tôi sống. Con người của bà cũng là hám của. Mới cái chuyện này nên xảy ra cái vụ án lớn như góp luôn. Bà thấy cái thà leo bà đi cũng hay chứ. Bà tiền quá bà á mặt bà hả? Bà cái tiền này chăng nữa bà mua cái quyền tính của bà cũng không có được đâu. Đó bây giờ bà đi tới đâu bà nói là bà đi tới đâu ai cũng nói bà là gì? Thiếu cha thì người chết bắt đất kỳ tử, thiếu cha thì người chết gì mà người ta đâu có lên ta làm, người ta đâu có lên liếp như vậy. Nhà bà sao người ta mới lên liếp? Chỉ có vụ việc này là lên liếp nhiều nhất đó. Hả? Chỉ có vụ việc này là lên liếp nhiều nhất, lâu nhất luôn đó. Ờ, nếu mà bà là không, bà đang vậy đó. Thế đây là tài sản của chung của trai cho con vợ chồng người ta. Ví dụ, bà là người lớn, bà ít nào ta nói má hà. Ừ, thôi bây giờ để xà lan cũng vậy, bà sợ mất mẹ hàng. Thôi chị hai à, thôi bây giờ cái chuyện đâu thì còn ra đó để công an giải quyết. Bây giờ thôi bây giờ không có ai đi xà lan, để em đi xà lan rồi em lấy tiền đó em lo cho hai cái cháu nợ, trừ là cháu ngoại của chị. Đáng lẽ với người ta bà nói vậy, biết bà từ đâu cái đầu tôi nhức cái óc tôi ghê gớm luôn. Thế mà tôi nhìn hai cái cháu bà tôi ăn cơm không có bảo không vô đó. Tôi nói thiệt là bà có cha có mẹ đây này, mà nóng mà bệnh nóng lạnh sốt cái này, mà có đi làm đi chăng nữa, có ra cái đặc trăm đi chăng nữa, có ở nhà trong con đó, mà bà làm sao mà bây giờ mẹ người ta cũng không có, cha cũng như không, có cha cũng như. Tôi nói thật bà luôn, cái mặt nó hình ngang. Tôi không cần giấy phép nghiệp phép thi gì hết. Tôi chỉ nắm hai cái công vụ thôi. Bây giờ một là cái kết sắt, hai là cái tàu. Đó, nhiêu đó thôi. Có cái đó thôi, mình con nhỏ mới ra đi thôi. Không có. Đó thì tất cả cô dì chú bác anh chị em mình cũng vừa nghe xong một cái đoạn thi âm. Thì nói chung hiện tại thì bây giờ cũng rất là nhiều người đang bức xúc về cái vấn đề như là của chị Hà bị y tế xà lan. Nhưng chắc hẳn quý vị cũng biết thì cái vấn đề này chỉ là mọi người bức xúc thôi. Còn kết quả thì quý vị đã thấy rồi. Bên phía pháp y thì người ta cũng đã công bố những cái kết quả của chị Hà ra rồi ở nhà. Mình cũng không thể là làm trái được cái sự thật được. Còn cái vấn đề như là của anh Tấn mình á,
thì chắc hẳn quý vị cũng biết rồi, cho dù anh ta hiện tại là bây giờ là đang đúng, nói chung là anh ta đúng với pháp luật đi, đúng cả nhà đó, anh ta đúng với pháp luật thật sự luôn á. Nhưng mà còn với phía gia đình của chị Hà thì chắc hẳn quý vị và các bạn cũng đã biết rồi, thì anh ta sẽ sai về vấn đề như là gia đình của chị Hà và bên mẹ của chị Hà và các con của chị Hà, thì cái đó hiện tại là anh ta đang sai, mình không thể nào mà nói anh ta đúng được, đúng cả nhà. Còn như cái kết quả thì mình đã công nhận là anh ta đúng, nhưng mà ở đây sai. Mình cũng rất là hy vọng, thậm chí là có rất là nhiều cô dì chú bác anh chị em mình cũng đang rất là hy vọng là sẽ có những cái kết quả nào là khác hơn mà nghiêng về anh Tuấn. Thì ở đây cũng rất là chờ đợi những kết quả từ phía như là bên cơ quan chức năng cũng sẽ như là công bố ra, thì tụi em sẽ cố gắng như là cập nhật cho quý vị. Còn cái nào đúng là mình phải công nhận là đúng, còn cái nào sai thì mình cũng phải công nhận là sai, mình không thể làm trái được cái sự việc đó. Còn ở đây em thấy có rất là nhiều cô dì chú bác anh chị em và thậm chí là có rất là nhiều những anh em thì đang lan truyền những cái thông tin mà nó liên quan đến vụ việc của anh Tuấn, thì cũng có một số những thông tin thì nó không có chính xác ha cả nhà ha. Và thậm chí thì thấy những thông tin đó thì cũng hơi tội nghiệp cho anh Tuấn, mình không thể làm trái được ha cả nhà. Mình cố gắng, nói chung cái quý vị gắng cố gắng đi, khoảng 1-2 bữa nó cũng sẽ có kết quả từ phía bên cơ quan chức năng mà thôi. Thì ngày hôm nay thì tụi em cũng muốn chia sẻ ở đây thôi, quý vị có xem thì cũng nhớ cho tụi em một cái like và một cái chia sẻ ha. Em cũng xin kết thúc video ở đây, em xin chào, bye bye quý vị, bye bye.